การแกะหมักเออชิมกันมาแล้วกินเดียวกินเดียวไอ้หมูตั้งกินไปไอ้หมูกินเดียวกินเดียวแล้วอังบีเนียมตั้งcái mì kêu mì cho kẹo đá biết mà ăn mì không bị tiêu đường đấy mì kêu mì cho kẹo với đá biết mà mì bị tiêu đường chia sẻ thôi nhận gì nhận
Dạ lấy bữa thư. Cho chị cái màu vàng á. Rồi, bây giờ mình cho vàng đi con. Chị đi gặp em. Đây. Cái chị của em mình đi dùng á. Đưa tiền của ai đưa ra? Đưa tiền. Tiền à? Đó, mình đưa tiền. Người đi dùng sống thì tiền bằng kia. Cảnh như là đảo. Sao? Đảo. Như là đảo. Nè, hồi nãy em thấy cái ảnh nữa hả? Máu tụng não cho nó. Gãy hai cái tay. Gãy hai cái tay, máu tụng não. Gãy xương chân xương tay. Không đáng không. Thiệt ta, tụi em đã thắng không mày? Bạn ta thì BD thì có, còn bồ thì không. Tầm đó là tầm đó là tầm đó là tầm đó. Mua ông nói kìa, ông mua tin nhóm hả trời? Tin nhóm hả? Tin chứ. BD với nhau là tin cái gì? Không. Em không tin còn nhỏ. Tin BD. Đừng có tin nhóm. Bán nhà. Thank you.
thích đẹp với bên em nè. Cái ông Trúc đó ngày họ cái bạo tôi nè, ông gieo tiếng sống một sở mi anh chỉnh lạ thế là nói giỡn với là Nguyễn Dung nói gì không em có bị điên không? Cái khô à cứ gà nhìn nhìn mặt cái gì à bị điên rồi không? xong cứ qua mầm non
không có đi học ngoại ngữ mà học tiếng Trung học không vô. Tiếng Trung khó quá. Chị không biết viết. Không biết hả? Ừ, đọc nghe nói được không biết. Tại phần mềm về học, chứ chị chưa học trung tâm. Cái mà Minh Cây China á, để như vậy mà không biết viết. Đọc có nói có nghe được không biết. Đừng có lợi dụng đây. Đúng không? Đúng như lợi dụng. Mi cái giá đẹp quá, cái lợi dụng. Cái kèo là dùng, cái kèo là cây kẹo lắc. Chỉ chơi đủ chơi. Má mẹ cút về dạ thì nè. Ủa chưa chửi mà quay lại rồi đó. Chị quay em cho một cái em chưa chửi Dũng chị em chính là nói dở không hay má quá nói dở làm như con đá nhỏ vậy đó cho mặt thôi thì quay tâm nó gì nó biển mà mất biển mà không còn chứ là chưa ra ta đâu, chưa ra ta chứng là biển luôn đi âm luôn rồi đó có thể cả biển luôn á.
ai ta chửi nè. Nó mới xương xương đó. Nó buồn qua ai thì chửi. Lộn quá. Nhảy như nơi công cộng mới đi. Trước chị đi chợ thì gửi xe kìa. Trước cái bà bánh chài lá ta kêu chị lại xong gửi xin ra. Mấy mới để cho tôi xuống nã ra. Mặt mặt tôi đốt. Cả chợ sống tới. Mai em tôi dọn cái quầy chạy qua luôn. Chợ miếu bông.
không có gì. Biết nhiều với nhỏ có với lớn mà. Bố ở tập hóa bình thường đó vậy thầu mua chả thôi tóc tiền đi chơi có tiền dưỡng da rồi.
Thank you.
47. Thu chạy giờ. Vậy 50. Không phải.